Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chủ tịch Tô sẽ lào lái con thuyền Việt Nam thế nào sau tổng trọng? Ngày 29 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận, thời chủ tịch Tô Lâm, chính sách về ngoại giao và nội trị Việt Nam có gì thay đổi? Theo đó, các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam trước mắt sẽ không có gì thay đổi, ít nhất cho tới đại hội 14 của đảng. AFA cho biết, chỉ trong vòng hơn một năm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, Việt Nam thay nhân sự tứ trụ ba lần, bao gồm hai cựu chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng cùng chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Vào thời điểm đó, các chuyên gia quan sát chính trị Việt Nam đều đánh giá những thay đổi ở cấp thượng tầng như thế vẫn không ảnh hưởng đến các chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tuy nhiên, sau khi Tổng Trọng qua đời, Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời nhận nhiệm vụ của ông Trọng khiến dấy lên câu hỏi các chính sách đối nội, đối ngoại sắp tới của Việt Nam. AFA dẫn lời một nhà báo độc lập ở Việt Nam cho rằng, ít nhất là tới đại hội đảng 14 vào năm 2026, ông Tô Lâm sẽ chỉ thúc đẩy các chính sách đã được hoạch định từ đại hội đảng 13. Đường lối ngoại giao cây tre vẫn được duy trì, vì chủ trương ấy đã mang lại những kết quả ngoạn mục trong thời gian ông Trọng nắm quyền. Nhà báo giấu tên cho biết, nếu muốn điều chỉnh các chính sách để khẳng định dấu ấn riêng của mình, ông Tô Lâm phải chờ đến đại hội 14 sau khi thâu tóm xong quyền lực. AFA dẫn nhận định của ông Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ cho rằng, trong cái tiến trình mà Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực, những người đối thủ trước đây, những phe nhóm khác, họ sẽ gặp phải sự phản ứng từ Tô Lâm. Trước mắt, người cần lo lắng trong lúc này chính là các thành viên trong nội bộ đảng, những người thuộc các phe nhóm đối thủ của ông Tô Lâm trước đây. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Theo ông Hoàng Tứ Duy, thế mạnh của ông Tô Lâm là thanh trừng nội bộ. Ông Tô Lâm leo lên được vị cao trong đảng như hiện nay là nhờ loại bỏ được các đối thủ chính trị, chứ không phải là do năng lực điều hành quốc gia. Thử thách lớn cho ông Tô Lâm trong những ngày tới là ngoài các khả năng thanh trừng nội bộ, thì Tô Lâm có khả năng điều hành quốc gia hay không? Thường thường, các nhà độc tài họ không giỏi trong vấn đề điều hành quốc gia. Nhà báo giấu tên đánh giá, khả năng nội trị lẫn ngoại giao không phải là thế mạnh của Tô Lâm. Tuy nhiên, Chủ tịch nước tỏ ra khá linh hoạt qua hai chuyến xuất ngoại đầu tiên ở Lào và Campuchia mới đây. Cả hai chuyến thăm đều không có tuyên bố chung, nhưng bên trong khi tiếp xúc với lãnh đạo hai đối tác quan trọng này, ông Tô Lâm đã đề cập đến nhiều vấn đề then chốt trong quan hệ với hai nước láng giềng, không tránh những vấn đề gây cấn trong quan hệ như vấn đề kênh đạo Phụ Nam ở Campuchia. AFA cho biết thêm, tình hình cả nội trị lẫn ngoại giao tới đây của Việt Nam sẽ khá phức tạp và nhiều thách thức mới. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo giấu tên nói với AFA rằng Tô Lâm sẽ có đất dụng võ, vấn đề chưa rõ là ông ấy sẽ múa các đường quyền như thế nào. Cách đây nhiều năm, Tô Lâm từng được Mỹ đánh giá là thông minh, sắc sảo khi ông ấy mới giữ được cương vị Thứ trưởng Bộ Công an. Từ ấy đến nay, ông ấy đã trưởng thành nhiều, nhưng chủ yếu trên lĩnh vực an ninh trong nước. Trên địa hạt kinh tế và đối ngoại, dĩ nhiên là ông ấy cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nhất là bối cảnh của cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực ấn độ dương thái bình dương sẽ đặt ra rất nhiều thách thức mới cho các nước trong khối đông nam á trong đó có việt nam nếu ông ấy nới tay đàn áp xã hội dân sự trong nước tỏ rõ bản lĩnh trong quan hệ với trung quốc trên biển đông thì ông ấy sẽ được ghi điểm tuy nhiên đây chỉ là những kỳ vọng thực tế sẽ còn phải chờ quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin chủ tịch tô sẽ lèo lái con thuyền việt nam thế nào sau tổng trọng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin tô lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bài nhàn từ đức đưa về nước Ngày 29 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết. Từ mấy năm nay, Tô Lâm đã cho đàn em trong Bộ Công an đi lùng sụp đủ kiểu, bắt bớ nhiều người trong công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để tìm ra bằng chứng nhằm trước phế Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng cho tới nay vẫn không thành công. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trước tình trạng bất lực này, Tô Lâm hiện đang cho đàn em vơ vét những nhân viên còn lại ở AIC, cho bắt hoặc câu lưu nhân viên làm thầu, nhân viên địa bàn, lái xe, thư ký của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thậm chí đang truy tìm cả người giúp việc nhà. Tô Lâm hy vọng tìm ra được chứng cớ gì đó, thí dụ tìm ra nhân viên trung gian cầm tiền hối lộ của bà Nhàn đưa cho ông Chính. Qua đó cho thấy, ông Chính rất cao tài. Ông Chính gốc là công an, với cấp bậc trung tướng và từng giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an, nên ông Chính quá am hiểu nghiệp vụ, không đời nào để lại dấu vết như Tô Lâm hy vọng. Những điều kể trên cũng cho thấy Phạm Minh Chính chưa chịu bỏ cuộc đua trên giành ghế tổng bí thư và đang có những nước đi khác. Thực tế, nếu Trung ương Đảng bỏ phiếu bầu Tân tổng bí thư, ông Chính có khả năng cao giành chiến thắng. Vì vậy, Tô Lâm đang điên cuồng và làm mọi cách để tìm bằng chứng ông Chính ăn hối lộ. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hồi năm ngoái, Tô Lâm thành công dẫn độ được kế toán trưởng AIC Đỗ Văn Sơn đưa về nước. Ông Sơn bỏ trốn ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tô Lâm đã khai thác triệt để đầu mối này nhưng cũng không có kết quả gì. Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về Việt Nam. Có thể nói, trận đấu chung kết giữa Tô Lâm và chính là trận thư hùng giữa hai tướng công an tranh giành ghế tổng bí thư. Theo đồng đoán, bà Nhàn chính là em gái mưa của thủ tướng, thậm chí hai người còn có một con gái chung hiện đang ở Anh. Bà Nhàn đã bị các tòa án ở Việt Nam xử vắng mặt trong ba vụ án khác nhau. Đầu tháng 1 năm 2023, Tòa Hà Nội tuyên phạt bà Nhàn 30 năm tù với hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây là vụ xảy ra ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Tháng 10 năm 2023, Tòa Quảng Ninh tuyên phạt bà Nhàn 10 năm tù do chủ mưu trong vụ thông thầu ở Bệnh viện Nhi Quảng Ninh vi phạm quy định về đấu thầu. Tháng 7 năm 2024, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Nhàn 24 năm tù về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ án này xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà Nhàn còn bị khởi tố trong vụ án thứ tư xảy ra ở Sở Y tế Bắc Ninh. Và đây là hình bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Liên quan cuộc đấu Tô và Chính ngày 28 tháng 7, nguồn tin nội bộ cũng cho thời báo chấm đề biết khả năng cao bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sẽ bị bắt. Hiện ông Ký đã bị triệu tập về Bộ Công an ở Hà Nội để thẩm vấn. Vụ này cũng nhằm gây sức ép lên Thủ tướng Phạm Minh Chính, buộc ông rời cuộc đua. Sau 2 năm, Tô Lâm cài cắm Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Ông Nơi đã hoàn thành nhiệm vụ lập hồ sơ đen của lãnh đạo tỉnh này, trong đó có ông Nguyễn Xuân Ký. Với đầy đủ bằng chứng trong tay, Tô Lâm có thể bắt ông Ký cũng như các lãnh đạo Quảng Ninh khác bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, không rõ những vụ bắt bớ này sẽ tác động như thế nào đến ông Thủ tướng. Được biết ông Nguyễn Xuân Ký từng là tay hòm chìa khóa cho ông Phạm Minh Chính. Khi ông Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh thì ông Ký là chánh văn phòng tỉnh ủy giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. Không rõ ông Ký biết được bao nhiêu bí mật của ông Thủ tướng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.